Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại chùa Phật Quang, 83 Quang Trung, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt và trao đổi tổ chức chương trình phối hợp công tác thông tin và truyền thông Phật giáo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quang Lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cùng chư tôn đức tăng ni của 10 tỉnh từ Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Tại buổi họp mặt, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thay mặt cho chư Hòa Thượng chủ tọa phát biểu khai mạc phiên họp mặt. Trong cái dự thảo kế hoạch thì Thượng tọa Minh Nhẫn cũng đã có gửi đến chư tôn đức hết rồi. Chúng ta đã nghiên cứu và bản thân nhận thấy là đồng thuận theo cái kế hoạch này rất cao. Và những ý kiến của chư tôn đức phát biểu ngày hôm nay thì chúng con đã ghi nhận thêm những cái ý kiến mà chúng ta cùng hưởng ứng và lo lắng làm thế nào để cái bản dự thảo này nó đi vào hiện thực. Thì cuối cùng thì chúng ta lưu ý đến cái vấn đề đào tạo. Thì chúng con cũng thống nhất là chúng ta đào tạo như thế nào để nó đưa vào thực tiễn sớm nhất. Nêu cao và thực hiện tốt nội dung trọng tâm thứ 8. Chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ 8 vừa thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc với phương châm đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Đạo Phật. Hình ảnh tốt đẹp của tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt hiệu quả nhanh nhất của thời đại kỹ thuật số và công nghệ thông tin. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đưa ra phương hướng phối hợp, hỗ trợ gồm chia sẻ những kỹ năng như quản trị mạng, xử lý các khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo, đào tạo nhân sự và sẽ mở lớp tập huấn truyền thông tôn giáo, quay phim, viết tin cho tăng ni cộng tác viên do các nhà chuyên môn hướng dẫn vào thượng tuần tháng 1 năm 2018. Nhưng đầu tiên nhất thì chúng tôi suy nghĩ cái ngày gần đây, nếu được sau khi có cái lớp mà chúng ta tập huấn về truyền thông tôn giáo xong thì lập tức những người đó sẽ cùng lại tọa đàm, mà tọa đàm đầu tiên nhất là cái điểm thứ 8 của nghị quyết Trung ương đã đưa ra để chúng ta làm sao tuyên truyền và lan tỏa. Thì trong đó có cái điều mà gì, là cái giải pháp đẩy mạnh thông tin truyền thông như một kênh hoằng pháp, đó là cái câu đầu tiên của nghị quyết mà trong tại cái điểm 8 nè, để chúng ta mọi người thấy rõ cái mục đích và nội dung thì chúng ta người sẽ nỗ lực hăng say vào cuộc một cách đam mê, một cách có trách nhiệm nè. Và sắp tới đây thì sẽ hình thành một cái kênh truyền hình Phật giáo online. Chúng tôi dự kiến lấy cái tên là Phật sự miền Tây để chuyển tải hết những cái hình ảnh, những cái hoạt động của các công tác Phật sự của Phật giáo các tỉnh thành, nếu chúng ta đã nối kết được với nhau trên cái việc là
cái thành quả sẵn có của cái ekip Pháp Âm Kiên Giang đã thực hiện, thì chúng ta sử dụng cái công nghệ đó ứng dụng cho việc này thì nó cũng không khó. Và các chương trình đào tạo nhân sự tác nghiệp về dựng phim dự kiến trong thời gian tới cho ra đời kênh truyền hình Phật sự online có tên như Phật sự online, Hoằng Pháp online, dựa trên nền tảng công nghệ và thiết bị của ekip truyền hình Phật giáo Pháp Âm Kiên Giang. Và tại chùa Phật Quang, thành phố Gạch Giá sẽ hình thành trung tâm xử lý dữ liệu gồm biên tập và dựng phim để cộng tác viên và ban truyền thông của các tỉnh truyền tải về để kịp thời xử lý. Trong buổi trao đổi, đã có hơn chục ý kiến thiết thực góp ý thảo luận thật ý nghĩa cho công tác chuẩn bị sắp tới được mỹ mãn trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tất cả đều lấy sự lợi ích tập thể nhằm hướng đến phục vụ cho sự nghiệp Hoằng Pháp Lợi Sanh, đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Với nguyên tắc, hình ảnh và nội dung phải tác động tích cực đến xã hội. Và chúng tôi hưởng ứng với cái phong trào mà Thượng Tọa muốn làm công việc mà Thượng Tọa nãy giờ đã trình bày. Và chúng tôi cũng rất là tin tưởng Thượng Tọa, bởi vì Ngài có một cái chiều dày về vấn đề thông tin truyền thông. Những cái lúc Ngài ra trường, khi trở về Việt Nam thì đã có thực hiện làm những cái lớp học, phòng học bằng vấn đề công nghệ thông tin. Và cho đến bây giờ thì cái nhiều năm tháng như thế là cái kinh nghiệm rất là nhiều. Thì bây giờ mỗi tỉnh chúng ta nên vận động những cái vị tăng ni có khả năng làm truyền thông để đến học. Về cái việc làm cũng như buổi họp mặt hôm nay, khi con được hay tin con rất là mừng, bởi thứ nhất con cũng được tiếp xúc với ngành công nghệ thông tin cũng từ chùa Phật Quang này, nơi Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn đã đào tạo. Con hiểu cái việc làm của Thượng Tọa thời gian rất là nhiều, chính vì vậy con rất có niềm tin về cái việc cái công trình cũng như những cái cuộc trao đổi hôm nay. Cái thứ hai nữa thì cái ngành thông tin truyền thông là một cái vấn đề ngoài cái trách nhiệm Hoằng Pháp á, còn là một cái vấn đề xử lý thông tin khủng hoảng, là một cái vấn đề hết sức là lo lắng. Con được Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang giao nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ qua. Trong lòng chúng con lúc nào cũng không được an, bởi con sợ khủng hoảng nó xảy ra. Con không biết xử lý như thế nào, bị con rất là đơn độc, cho nên hôm nay được có sự cùng ngồi họp mặt với Chư Tôn Đức, con rất là an tâm, một cái điểm tựa rất là vững chắc cho con trên bước đường công tác Phật sự trong chuyên ngành nhiệm kỳ tới. Ví dụ như để viết một cái tin thì nó chỉ rất là đơn giản, thì mình làm sao mình có cái chủ trương là đào tạo một cách rất là cơ bản để cho người đó về, rồi qua trong quá trình làm việc thì người đó tự nâng cao tay nghề hơn. Ví dụ như là con nói để viết một cái tin thì trong nguyên tắc báo chí nó đã nói rất là rõ rồi, chỉ cần 5W1H. 5W là what, chuyện gì xảy ra, when, khi nào, why, tại sao, chẳng hạn vậy. Tất cả mọi người ý thức rằng là báo chí truyền thông là quyền lực thứ tư được nghiên cứu người ta đưa ra, nó đứng sau chính trị, tôn giáo, quân sự và đến báo chí. Cho nên vận dụng cái thế mạnh của truyền thông để làm sao Phật Pháp, từ bi và trí tuệ được lan tỏa, đó là về mặt đào tạo, chủ trương hướng đến cơ bản nhất người đó có thể thực hiện sau một buổi học. Xin tán thán cái công đức của Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn đã làm được những cái công tác này nhiều năm. Thứ nhất, cái truyền thông của Phật giáo, đẩy mạnh cái truyền thông của Phật giáo Kiên Giang, nhưng cũng là những cái nền tảng để cho các tỉnh thành sau này sẽ phát huy. Bởi vì cái truyền thông là một cái nó rất quan trọng đối với Phật giáo chúng ta. Riêng chúng tôi đề nghị là mở lớp sớm để đào tạo. Thì cái để cái nền tảng căn bản mà Thượng Tọa đã kinh nghiệm cũng như là liên lạc để xin phép, thì
Đề nghị Thượng Tọa sẽ mở tại tỉnh ở Kiên Giang. Thì qua cái thông tin của Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn về việc phối hợp hỗ trợ về công tác thông tin truyền thông Phật giáo, thì chúng tôi thấy đây là một việc làm rất là lợi ích và thiết thực cho cái Phật giáo, cái khu vực của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà theo như hồi nãy Thượng Tọa Phước Thành cũng phát biểu đó, chúng ta làm thì nói chung cái về cái lĩnh vực này, mỗi tỉnh thành đều phải có chọn người và đưa huấn luyện đào tạo làm sao mà làm được cái công việc này. Nếu khi chúng ta đề xuất ra nhưng rồi hưởng ứng một hai lần cái xong rồi đâu mất tiêu hết trơn, không thấy ai hết trơn, thì nó rất là nó uổng. Còn làm hết lâu dài, thành ra cái chọn người là rất quan trọng. Cho nên là cái sức mạnh của mình mạnh lắm, ta phải đoàn kết, ta liên kết lại. Mà Thượng Tọa Minh Nhẫn hôm nay là tổ chức cái này rất là hay. Và ý kiến của các chư tôn đức, các tỉnh thành thì chúng tôi sẽ ghi nhận hết và về báo cáo lại với lại Hòa Thượng trưởng ban. Cuối buổi lễ, Hòa Thượng Thích Tấn Đạt đã tán thán tinh thần đoàn kết giáo hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh thông tin hiến trương của giáo hội nhanh nhất và thiết thực nhất. Tôi rất hoan hỷ và rất tán thán cái việc làm của Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn. Và đồng thời tôi cũng rất hoan hỷ là được nghĩa là các tinh thần ở Việt Nam chúng ta nghĩa là ủng hộ và hưởng ứng một cách nhiệt liệt. Rất hoan hỷ và cũng nghĩ cho một tràng pháo tay để hoan hỷ. Cho nên hôm nay mà Thượng Tọa Minh Nhẫn dám rủ anh em, dùng từ rủ đi cho nó nhẹ nhàng, để về để ngồi thảo luận bàn bạc trao đổi với nhau để làm sao mình mở lớp để mình hỗ trợ, mình đào tạo cho anh em mà có cái tâm huyết và đồng thời có cái trách nhiệm của các tỉnh thành chúng ta về học. Tôi nghĩ cái lớp học này không có gì đáng sợ hết, bởi vì sao? Thầy kết hợp với cái trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, người ta sẽ đào tạo cái này, ta có giấy phép, ta có pháp lý pháp nhân. Thì mong người chư huynh đệ chúng ta cũng cố gắng nỗ lực và xin một lần nữa xin tán thán Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn và cũng như rất là hoan hỷ được chư huynh đệ về đây tham dự cái buổi họp mặt hôm nay. A Di Đà Phật. Vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra tọa đàm truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp. Các quý thầy đã đưa ra các ý kiến từ chương trình hỗ trợ hội thảo buổi sáng, đồng thời đưa ra những chủ trương, phương án, đề xuất cho hoạt động thông tin truyền thông. Đặc biệt, tọa đàm nhấn mạnh vai trò của Phật giáo đối với đời sống nhân sinh cùng các hoạt động thiện nguyện theo tinh thần từ bi trí tuệ và đưa ra một số giải pháp phát triển tích cực và đẩy lùi các hạn chế tiêu cực. Có câu, phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Hy vọng với mô hình và phương pháp làm truyền thông công nghệ số nhanh nhất, hiệu quả nhất của Pháp Âm Kiên Giang sẽ nhân rộng ra các tỉnh trong toàn quốc và phát huy thành truyền hình Phật sự online trong nay mai.